Rồi, lời nói đầu tiên cho kênh Săn Bắt Sông Hậu TV, mình chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Thì sáng nay hai anh em mình tiếp tục đi thăm bãi gắn nha cả nhà. Địa điểm khu vực bờ tranh nha cả nhà. Tay nào có dính cái mình bấm máy cho cả nhà xem nha, để tránh mất thời gian thì mấy tay không có dính mình không có bấm máy. Ban đêm thì anh em mình đánh cài cuốc, ban ngày đi thăm lưới gắn cả nhà. Rất mong cả nhà giới thiệu cho bạn bè cũng như là người thân cho anh em mình một đăng ký, một like, một chia sẻ để ủng hộ anh em mình nha. Giờ anh em mình cũng rất là cảm ơn các bạn cũng như là cô dì chú bác anh chị em trong thời gian qua đã ủng hộ như là đăng ký kênh để theo dõi anh em mình trong suốt thời gian qua nha. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Rồi cái bãi nào có dính mình bấm máy cho cả nhà xem nha. Em mình đang đi trước, nào có dính mình bấm máy. Rồi nãy giờ thăm mấy tay không dính các bạn ơi. Cắn cắn cuốn hai ba tay. Đúng không? Sống 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 rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, đó. Để có cục đuôi. Đây, nó tóp con chó nha. Ăn cũng chậm nha bạn. Ừ, cái con cái gì vậy? Một ánh mặt trời rồi, nãy đi sớm quá anh em mình quên đem theo lưới lam nữa rồi, sử dụng con ốc cắt luôn. Chê gì dấp quá các bạn ơi, đi thầm lưới chim mới đi về tới, tranh thủ đi công việc hay nhiều chút. Con đầu tiên nha cả nhà. Trong bữa nay anh em mình sẽ trúng lớn một bữa này. Này gọi thắt quá, nắng không im quá. Ngọc cắt luôn. Mày đi. Sao không chăm thằng thuốc nữa? Có đẹp cái thuốc đâu, chơi với em có thuốc đó là có được làm trong cái đó. Em đi trong cái vỏ cái thuốc là tủ chẳng sợ biết, nhiều khi đi rớt nữa. Rớt rồi cái đừng lấy cái nó ra xài. À, bữa nay đi bỏ thuốc, bỏ đồ nhà hết, cắt cử luôn. Gấp quá, cỡ này vô mùa hai thứ lượt đánh ba cà cuốc. Về quải quá, sáng đi thăm sớm. Về mình của nhà cũng có nuôi mớ gà nữa đó mà. Cho nên vừa cho gà ăn rồi qua quay lại đủ thứ. Gọn vậy thôi. Cũng được chứ. Ốc này bén lắm các bạn, da thịt mình đứt lưới. Đây, nãy giờ lưới gách một đống vậy các bạn ơi. Mỗi cuốn thì mấy tay nó bị chuột cắn. Cắn quá trời cắn. Đây, con đầu tiên nha mấy bạn. Rồi, con đầu tiên. Rồi, cho anh vào túi đi. Ấy nha mấy bạn, hay còn kêu nó là gắn hổ mây nha, thì theo dùng kêu nha mấy bạn. Rồi em mình xử lưới cái giăng lại, rồi tay nào có dính mình bấm máy tiếp nha cả nhà. Giọng anh em bữa nay sẽ cũng lớn nha, kiểu thế này quá đã ha, đi đâu né cây mà đi. Cái này đi đường hầm vậy, mới giữ rồi mấy bạn. Rồi nào có dính nữa mình bấm máy cho cả nhà xem nha. Hôm qua mình bận điền thơ nên là ở nhà anh em mình tự quay, tự thăm tự quay luôn. Qua wow. Mấy con ở khu vực này mấy anh em mình có con trai nha cả nhà, ông gậy thăm 8 quận mà chưa dính gì.
một thảm sát bạn ơi, vụ án kinh hoàng rồi. Túi mắm gắn luôn các bạn ơi, đuổi vô cờ, con này ăn hết được nữa các bạn, thúi quá thúi rồi. Mình quay phim mình chịu không nói luôn, thúi á, mắm gắn luôn rồi. Rồi một vụ án này phải cần đến mà sự điều tra thôi. Quá hồi cái khu vực này không gài thăm mấy tới chiến rồi mà không dính, mà khúc trong đó có ông nữa nên là mình không đi theo con em mình thăm, cứ dính cái nó kêu mình vô mình bấm máy cho bạn xem nha. Ở đây thì con tay mới dính này, nó hiện trường vụ án còn để lại đây một vụ án tự sát nha, quá trời vui rồi. Mới cách con ngày đó mấy bạn mà nó chết gì vậy đó. Mấy bạn nghĩ mà 3-4 ngày đi đập bẫy, nhưng mấy bạn đi thăm chắc không còn con nào quá. Cách ngày đi thăm ngày vậy mà còn chết chết sình luôn đó mấy bạn. Tại mình nhiều khi mấy anh em mình mới vừa đi thăm qua ngang rồi đầu nó dính cách ngày đó nó chết sình. Rồi nó tủa mau mau sình đó. Rồi thôi chắc hồi anh em mình lại xử lý tay lưới này, nào có dính mình bấm máy cho mấy bạn xem nha. Quá trời cái hiện trường vụ án này kinh hoàng à. Có một cái chiến dịch nha mấy bạn kìa, mấy con dịch lạc đó kìa. Thì để mai cho ăn mấy bạn ơi. Để đây chín nha. Đứng thôi. Khà khà khà, vậy mình cho nhóc của mình một chiến dịch đầu tiên nha bạn. Ủa trời, làm như là chuyên đi lụm chiến dịch, một chiến dịch đầu tiên rồi được chiến dịch vậy. Rồi rồi, đang chuẩn bị rồi, đang chuẩn bị con gì ăn rồi nè Tâm, bể trứng rồi các bạn. Ủa quá rồi, đem về cho nhóc mình nha mấy bạn, chiến dịch quá đã. Mình đi theo bờ đó là thế nào mình lượm được mấy trứng nữa đó, mình đi thăm gắn rồi các bạn ơi. Thôi tiếp tục đi thăm bẫy thôi, mình có ăn tay nha mấy bạn. Vừa gần tới nhà của ông Tía rồi nè, nó trời đắng quá mệt lội hai anh em bây giờ nói chuyện không nổi luôn. Có hàng các bạn ơi, nãy giờ hai anh em nói chuện không nổi luôn. Dạ, trường nó xuống nha, cái tài lưới nằm trời. Ê cái con này hai con hả gì á, hai con mấy bạn ơi. Ui vô ơi, trời hai con kìa, đây đồng con rồi, nữa nè. Đúng rồi hai con rồi, gỡ lên đi, quá đã bạn ơi nè. Gỡ lên đi rồi, lâu lên bờ luôn. Thẳng thằng ơi, con kia nó bự kìa ông nội ơi, con nào cũng bự chứ. Mà kế tiếp mình thẳng thằng ơi, con nào cũng bự chứ. Tưởng một con không mà hai con này nó mới lũi vô, con nó dính thằng này lũi vô. Quá đã mấy bạn ơi, con này nó bự nè. Vô rồi, đầu giờ trời nãy giờ nó mệt lộn nổi mà gặp hai con hạng kém khỏe gì đâu rồi. À, hai con này chứ mấy, 2 kg, gần 2 kg. Ừ, bự hơn cặp bữa hôm nữa. Bự hơn cặp. Rồi đem bạn thấy gì không? Bỏ đem tay lưới lên đi, anh gác máy. Đem vô cờ kiếm chỗ nào mát đây nè. Đi vô chỗ cắt cỏ rồi đó. Ôi vợ gặp cái hết hồn mấy bạn ơi, tay lưới con khúc này mà dính nè. Trời con này bự trời. Mình văng riết mà cỏ nó đương ngang vậy nè các bạn. Văng bỏ lâu vậy đó. Mấy chịu dính đó. Sẽ hỏi dính cặp. Nên thiệt. Tính hai anh em mình tính bữa nay là rồi vậy. Này ta thảy đắt lên cái chăn đây nữa nữa bạn. Bánh mì ha. Bánh mì của anh nhỏ anh Phụng đây nha. Bánh mì. Hai ổ bánh mì vàng cháy Phụng ơi. Hai ổ bánh mì. Để chỉ ở đây hay gì? Rồi để đó đi. Mình vô mát cái mình bắt nó ra đi, mình đi ra mình về. Ôi trời, hết biết rồi. Hai chụp màn hình luôn. Ừ. Cầm nó đi, cầm đi. Cầm đi đây anh, cầm đi. Rồi mình
mình lấy cây chân chống rồi mình gác máy ha, nên mình xử lý con rắn này nha mấy bạn. Đây, mấy bạn ơi. Gác máy xong rồi mình lên xử lý tiếp em mình nha mấy bạn. Hai con dễ quắn mình cứ ngắt mấy bạn. Hên quá bạn ơi. Nãy giờ lộn chết luôn dính con rắn lãi với con hai con rắn lãi mà chết con rồi bỏ luôn rồi. Còn con. Bên mày vàng cháy luôn mấy bạn ơi. Không lẽ mày. Hai con vàng luôn. Quắn thì ghê quá. Xiên giò mình luôn nè mấy bạn. Ai mà chơi xiên giò tao mày. Ôi thở khì khì mấy bạn. Quá cái cặp này rồi. Nè nó xiên giò mình lại luôn rồi nè mấy bạn. Trời mấy bạn thấy nó dài không? Đây, đây là con hổ nón của nghe mình nha. Bà chị nữ thời săn vlog kêu là hổ nách nha. Anh Võ Minh Phụng kêu là bánh mì nha mấy bạn. Ca Cường kêu là hổ chó. Dạng Nguyễn kêu là hổ hán. Hai con này còn đẹp quá. Ôi ôi nè. Già anh móc cời luôn ha. Đã. Yeah. Bữa nay mình vô cái cặp này là quá ngon nha mấy bạn. Thấm gà thắt thủ rồi bữa nay cũng cho 8 cặp lại chứ nha mấy bạn. Cái cặp này mà không lẽ để con bự này lại làm cái clip làm gỏi cho mấy bạn. Đó. Đây rút xương. Con cái con đó này con nói con bự hơn con này là con này con cái mình được đó. Này được quá. Ê, ra bộ xỉu nè không? Tà lưới này mà, ấy đã quậy một chép hai banh tà lưới. Còn này chịu quậy, nó mới vô chịu quậy không? Ồ, vô nghe cả nhà. Yeah. Ừ. Bánh mì nó vàng nè mấy bạn. Ê, ơi. Nó dài con nè mấy bạn ơi. Cho nó vào đi. Quá mày, quá mày. Đây, nãy mình cũng được con lãi nè nghe mấy bạn. Đây, con lãi trong túi này. Con lãi nãy đó. Hiện trường thảm sát một con chết nãy bóc máy cho các bạn xem đó. Chết con lãi nãy đâu cả nửa ký. Đã chà bá bị chuột không nhưng mà để vô cái túi kìa. Để vô cái ký lên liền. Đây. Bánh mì quá đã anh Võ Minh Phụng ơi. Đây. Rồi hy vọng là mấy bạn xem thấy clip của anh em mình hay nhớ like nhớ chia sẻ cũng như là cho anh em mình một đăng ký để anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Thì, cũng cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua cũng ủng hộ anh em mình nha. Thì, rất mong cô dì chú bác anh chị em cũng như các bạn đồng nghiệp giới thiệu bạn bè cũng như là người thân trong gia đình mình ủng hộ anh em mình để anh em mình có thêm động lực làm những video tiếp theo. Xỉu rồi nè mấy bạn ơi. Đó, ừ, nó xỉu rồi nè. Nên là xỉu nè. Đó, xỉu gì đây dễ làm. Nó, trời, nói trời, chung trời. Nói chung thì nói với mấy bạn luôn thì đối với kinh của anh em mình thì săn bắt đa ngành nghề nha mấy bạn. Anh em mình nói chung làm đủ thứ nghề xài kinh săn bắt mà. Bắt lưới, bắt cà cuốc bằng lưới nè, bẫy rắn bằng lưới nè. Vậy này hôm anh Võ Minh Phụng cũng có cái clip chuyển qua đặt giăng lưới luôn. Anh đặt 7 giờ thất thu mà còn bị bẫy tặc quá trời. Giờ thấy anh cũng giăng lưới nữa. Lưới thì chi phí nó ít hơn, mình lỡ có mắc thì chỉ có mắc vài ngàn thôi mấy bạn. Mấy bạn thấy không, có tay vô nguyên cặp luôn. Mấy bạn thấy nó hiệu quả không? Như cái tay lưới này nè, mình mua lưới ký về mình làm ra mấy bạn. Là tay lưới này nếu mà mình tính mướn hết cho luôn luôn đài bọng nữa chân á, là tay khoảng 1.500-2.000 đó khúc gì mà bắt cặp vậy đó mấy bạn.
mà cỡ này vậy chứ ít bữa nữa bạn tới nước dịch xuống á nó sẽ dính hậu hành mạnh hơn, nhiều khi hậu hành dính từ được hai con. Giờ mình cặp. Mình phát cái lục có tay nào ba con chưa ta? Chưa, có dính cặp rồi, qua bữa sau dính cặp nữa rồi có. Như bữa hổm dính một cặp nhưng mà một con nó đẻ trứng không, nó sảy con đó. Sảy con rồi một con thì nằm ngoài, cặp kia cũng nằm ngoài có, chứ còn chưa có dính được ba con nha. Đại lưới mình làm nó có khúc nè, đó mấy bạn thấy nó đâu có dài như mấy chỗ khác, mấy anh kia văng đâu. Mình ở đây văng á, vùng này á, nó không có bờ bự. Nếu mà mấy bạn văng như vậy á, người ta đi tới luôn, mấy người đi ruộng người ta gặp thì ta lưới mình không còn. Còn văng này văng dấu không đó mấy bạn ơi. Nên mình nhộm chỗ đen, mình văng riết mà ra màu trắng gì luôn mới chịu dính nè. Hy vọng là trời mấy bạn thấy giả xỉu đã không? Trời thôi à, chạy tôi không có đâu à. Đó, nghe không? Cầm lên xỉu luôn. Hy vọng là đây tới cuối mùa anh em mình sẽ phá kỷ lục là một tay dính ba con ghé cho cả nhà xem nha. Cả nhà hy vọng là sẽ có điều đó xảy ra nha. Rồi, bỏ vô tông. Nó làm lưới dài em. Chứ lưới cục này chắc cũng hơi khó. Lưới cục. Bánh mì Đức Phát cả nhà. Ôi giời. Quá đã, tán cặp này quá. Mới đầu nãy ngày mình mới xuống đầu tiên tưởng con không mấy bạn. Ai ngờ đâu nó lù dính con bự hơn nữa chứ. Đưa cái đuôi xuống sông. Này nhờ ở dưới sông ta ít gọi nè, ta lội gặp nó hơn. Ôi giời. Rồi nghe mình nó vàng rồi nè mấy bạn. Đúng là bánh mì thiệt mà. Vàng lại. Đây. Đây, này được mấy trăm gram mối rồi nha bạn. Rồi, anh em mình đi văng lại nha mấy bạn. Rồi, anh em mình cũng chuẩn bị còn cái bờ về nhà mình khoảng 5-6 tay nữa mấy bạn ơi. Rồi, có dính thì có máy cho mấy bạn xem, còn không có thì anh em mình cũng xin kết thúc clip về trong tổng kết. Ê, cái chi nữa ta. Anh em mình tổng kết thằng quả bữa nay cho mấy bạn xem. Mới đầu nãy hai anh em về chuẩn bị lội xong nó rồi, đợt này thắt thu về nhà ăn cơm chắc không nổi luôn quá, mà sao hên lại tán cặp quá đã. Rồi thôi không dính cặp mừng quá nên là nói chuyện hơi nhiều, mấy bạn thông cảm nha. Cảm giác mà đi đạp bẫy dính sướng lắm, lội hết mệt. Rồi thôi hẹn mấy bạn có dính nữa mình bấm máy cho mấy bạn xem nha. Các bạn nha, anh em mình về tới nhà nha mấy bạn. Đây là tới nhà mình rồi nè. Mình tổng kết ở ngoài này cho nó mát mấy bạn ơi, cho nó nắng quá nắng. Đây, thành quả bữa nay được nhiêu mấy bạn? Rồi, thành quả bữa nay là được 2 ổ bánh mì vàng ẻo luôn nha mấy bạn. Với một em hổ may. Hai em mà chết anh em bỏ rồi mấy bạn ơi. Thúi quá. Nãy hiện trường mình có quay lại đó. Quá trời nó thúi luôn rồi, mắm gắn luôn. Rồi với túi gắn mối luôn nha cả nhà. Mới có máu mình quay cảnh thì được không ạ? Mối bữa nay còn bành không bạn? Mối này ốp ớt nướng. Bữa nay là hai em bé Na này là sướng rồi với anh em Nguyễn Lái nha cả nhà. Này chắc được 2 ký mấy. Này con đó gần 2 ký nhưng mà anh được 2 ký mấy. Rồi thôi chào cả nhà, kết thúc clip này luôn. Rồi, chào cả nhà luôn. Rồi chào cả nhà nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Thì cho anh em mình kết thúc clip này. Hẹn gặp lại cả nhà ở cái video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.